Hôm nay bạn đi đâu? À, mình đi chăn cừu. Bạn thấy có mấy con cừu? Nhớ cừu đó. Nó ăn gì hả bạn? Nó ăn cỏ. Thế à? Thế mình có một cái thứ giới thiệu cho các bạn đây này. Là cái gì hả bạn? Cái đấy để làm gì đấy? Để cắt cỏ. Thế bạn đã cắt được nhiều cỏ cho cừu ăn chưa? Cắt cỏ tiếp để cho cừu ăn nhé. Đấy, cắt một cái là được rất là nhiều cỏ cho cừu ăn. Bạn thật là hữu ích đấy.